thầy cho biết là Hạ Quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can, năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhạo khiết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não vậy thì từ đây, vân vân. Đó là phần đầu ở quyển nhất Sấm Giảng khuyên người đời tu niệm, mà ngài cho biết là hết đời, tức là cái nguyên thứ ba theo lý tam nguyên đó là 30.000 năm đã đến giai đoạn phải lập đời thừa kế. Ngôn xin gửi lời chào cả nhà. Dạ cả nhà ơi, ngày hôm nay Ngôn xin mời cả nhà mình cùng theo chân Ngôn đến gặp gỡ ông Ba Cóc nha cả nhà. Dạ, thì với lần gặp gỡ này, cả nhà mình sẽ được ông Ba Cóc giải về chính bổn tuồng Kim Cổ Kỳ Quan nha cả nhà. Dạ rồi, còn bây giờ Ngôn xin mời cả nhà mình cùng bắt đầu gặp gỡ và trò chuyện cùng với ông Ba Cóc ạ. Xin chào. Dạ thưa ông ba, ngày hôm nay con cũng đủ duyên cho nên con được gặp gỡ và trò chuyện cùng với ông ba ạ. À. Dạ, Dạ. thưa ông ba, con từng được nghe đến chính bổn tuồng của ông Ba Thới viết lại lời dạy về việc tu hành và việc khi nào lập đời thượng cổ. Thì con cũng đã được nghe qua nhưng chưa có được hiểu sâu hơn. Hy vọng ngày hôm nay con gặp được ông ba sẽ được ông ba giải cho con hiểu ạ. Dạ. Dạ. Xin chào chú quý đồng đạo trong và ngoài nước. Theo lời vàng ngọc của thầy tổ đã chỉ dạy thì chúng ta mà tìm hiểu thì nó cũng không gì gọi là khó, nên ở trong Kim Cổ Kỳ Quan ông ba viết chính bổn toàn bộ là khoảng 600 trang, mà quyển nhất là 66 trang, mà cái tựa toàn bộ thì Kim Cổ Kỳ Quan, và Dạ. quyển nhất cái tựa cũng là Kim Cổ Kỳ Quan. Dạ. Vào đầu tựa đó có những cái bản in đó, thì vào đầu tựa có 2 câu chữ, cuối tựa có 3 câu chữ để phân tích thời cơ, còn có quyển thì không có. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, căn cứ theo tựa Kim Cổ Kỳ Quan vô đầu tựa có 2 câu chữ như vậy: lời Phật thầy năm Kỷ Dậu nhằm năm 1849, câu thứ hai là phụng tả nhâm ngũ niên thập nhị hòa. Có nghĩa là ông ba dâng lệnh Phật thầy viết lại quyển Kim Cổ Kỳ Quan vào tháng 12 nhằm năm nhâm ngũ nhâm ngọ 1882. Dạ. Tính tới năm 2000 là 118 năm. Từ năm 2000 Canh Thìn tới năm Canh Tý 2020, tức là 138 năm. Còn ngược dòng lịch sử, thời Đức Phật thầy Tây An đó, năm Kỷ Dậu 1849 thì Phật thầy Tây An khai sáng đạo Bửu Sơn Kỳ Hương vào đời vua Tự Đức của Việt Nam ta năm thứ hai. Dạ. Thì tính cho tới ông ba viết quyển Kim Cổ Kỳ Quan là 33 năm. Tổng cộng từ năm Kỷ Dậu 1849 cho tới năm Canh Tý 2020 là 171 năm. 171 năm. Thì cái thời cơ đó, nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ, coi cho kỹ, nhưng mà nếu coi cho kỹ là phải coi hết trọn bộ chính bổn khoảng 600 trang. Nhưng mà ở cái phần đầu cái quyển nhất thôi thì có phân tích thời cơ rồi. Hồi nãy là Hòa đọc ở phần đầu tựa có 2 câu chữ rồi đó. Một là lời Phật thầy năm Kỷ Dậu nhằm năm 1849, câu thứ hai là phụng tả nhâm ngũ niên thập nhị hòa. Có nghĩa là ông ba dâng lệnh Phật thầy viết lại quyển Kim Cổ Kỳ Quan vào tháng 12 nhằm năm nhâm ngũ nhâm ngọ 1882. Rồi cuối tựa Kim Cổ Kỳ Quan lại có 3 câu chữ để phân tích thời cơ nữa. Một là
Từ kỷ dậu niên Phật thầy truyền chí du kim. Câu thứ hai là nhâm ngũ niên cộng kế cửu thập tứ niên. Câu thứ ba là nhâm ngũ niên hạ ngôn nhật. Ba câu chữ này ở cuối tựa đó thì Phật thầy đã cho biết cái thời cơ, đã cho biết cái thời cơ để rồi chừng nào phải lập đời. Cái câu thứ nhất là từ kỷ dậu niên Phật thầy truyền chí du kim, có nghĩa là năm kỷ dậu 1849 vào đời vua Tự Đức của Việt Nam ta năm thứ hai. Câu thứ hai là nhâm ngũ niên cộng kế cửu thập tứ niên, có nghĩa là từ năm kỷ dậu 1849 tới năm nhâm ngũ 1942, tức là sau khi Đức Thầy là Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo để nối tiếp Bưu Sơn Kỳ Hương đó, thì 94 năm. Cho nên cái câu câu chữ là nhâm ngũ niên cộng kế cửu thập tứ niên, kể từ năm kỷ dậu 1849 cho tới năm nhâm ngũ 1942 là 94 năm sau đạo Phật giáo Hòa Hảo là Bửu Sơn Kỳ Hương tái phục hồi trở lại đó. Nhâm ngũ niên cộng kế cửu thập tứ niên là 94 năm sau, đó là dịch theo một phần của chữ Nho đó. Đó cho nên á, mình biết đạo Phật giáo Hòa Hảo là hệ thống của Bửu Sơn Kỳ Hương. Cái câu thứ hai. Câu thứ ba đó, nhâm ngũ niên hạ quân nhật mà ở quyển nhất sấm giảng khuyên người đời tu niệm đó, Đức Thầy cho biết là hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi giờ gia can, năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp công trần hạ nhộn nhàng khiết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não vậy thì từ đây, vân vân. Đó là phần đầu ở quyển nhất sấm giảng khuyên người đời tu niệm, mà Ngài cho biết là hết đời. Tức là cái nguồn thứ ba theo lý tam nguồn đó là 30.000 năm đã đến giai đoạn phải lập đời thượng cổ rồi. Đó. Cho nên đó là bài Thiên Lý Ca có đoạn Đức Thầy cho biết là chớ mong yến thử ấm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại héo giòn cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ quay về, trên hòa dưới thuận, chớ lìa chớ phân. Tức là cái quả địa cầu 67 này đó, theo Tử Vi Thiên Số Lúc Bổn Sư đó, khi mà lập đời thượng cổ đó là theo lý tam quân 30.000 năm lập lại một lần. Cho nên tiên trưởng Ngọc Thanh tức là sư giải Bán Khoai, Ngài cho biết là tam quân nay sắp hết rồi, Phật trời hội nghị lập đời thượng quân, dương trần đâu rõ nguồn cơn, ruộng trâu hao tổn nhân dân khốn nạn. Tức là thượng quân 10.000 năm, nếu ai sống vào thời đó thì 10.000 tuổi không bệnh. Rồi qua khỏi 10.000 năm ở thượng cổ thì tới trung quân cũng 10.000 năm thì sống có trên 1.000 tuổi à. Đó. Cho nên Kim Cổ Kỳ Quan ông Ba mới cho biết là lập thượng quân tuổi cả một muôn, trung quân giữ dạ phép khuôn trên 1.000, còn sanh tử dạ chẳng đặng tàn, muôn sao sanh dạ sớm làng xung vinh. Vậy thì cái quả địa cầu 67 ngày lập đời theo lý tam nguyên, vậy thì nguyên thứ nhất 10.000 năm, nguyên thứ nhì sống trên 1.000 tuổi à, mà cũng 10.000 năm, thì còn cái nguyên thứ ba này cũng 10.000 năm. Nhưng cổ nhân có cho biết là nhân sanh thất thập cổ lai hy, người sống 70 tuổi cổ kim hiếm có. Tức là cái nguyên thứ ba này 10.000 năm đó là trung bình lấy 70 tuổi thì ít, mà lại là cái đời hạ nguyên này hay chết tuổi sanh đó. À, tức là chết thật còn nhỏ lắm luôn, rồi cũng vẫn chết, sanh ra ngày nào luôn đó, đó mà nó cũng vẫn chết. Đó, thành ra cái hạo quân này, cái quân thứ ba này là thiệt là gắt gối, phải không? Cho nên tới đây Phật trời á, lập đời lại theo
Tử vi thiên số của bổn sư là quả địa cầu 67 này chuyển sang qua quả địa cầu 68, phải trải qua hai lần sấm nổ. Vậy thì khi lập đời thượng cổ rồi đó, là tới đây Phật trời lập đời thượng cổ là theo quả địa cầu 68 này đó, là theo lý nhị quân, tức là 20.000 năm lập lại một lần, chứ không 30.000 năm. Trở lại vấn đề, vậy thì cái câu là chữ ở cuối tựa Kim Cổ Kỳ Quan đó, Nhâm Ngũ Niên Hạ Quân Nhật, có nghĩa là kể từ năm Nhâm Ngũ 1942 cho tới năm Nhâm Ngũ 002, 002 tức là sau năm 2000 Canh Thìn đó quý vị, thì nó đã là đến cái giai đoạn chấm dứt là nguồn thứ ba. Mà Thiên Lý Ca là Đức Thầy cho biết là chớ mong yến thử ẩm hà 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại héo von cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ quay về trên hòa dưới thịnh, chớ lìa chớ phân. Tức là cái ngôn thứ ba nó sẽ chấm dứt vào cái năm Nhâm Ngũ 002, tức là lập đời theo lý tam ngôn nó là hết 30.000 năm, thì nó lẻ một số năm từ năm Nhâm Ngũ 002 mà theo Kim Cổ Kỳ Quan trăng là 55 đó, thì ông ba cho biết là thiên sanh ưu tí mới lập đời, năm tí tháng tí thuận thời lập xuân, vân vân. Vậy thì nó lẽ là từ năm 002 mà cho tới năm 2020 năm nay là thuận thời lập đời thượng quan thánh đức, tức là nó lẽ 18 năm. Tức là 10.000 năm lẻ mà nó lẻ 18 năm. Bây giờ chu kỳ Phật trời đã báo cho chúng ta biết là sẽ lập đời. Mà trước khi lập đời thượng cổ thì sẽ rồi thế giới sẽ tan nát. Rồi ông ba sẽ mở hội chiêu an ở Kiến An. Rồi Đức Thầy về và trợ lý cho quân sư cũng về luôn. Cho nên cái câu chuyện mà hôm nay kể từ năm, cái năm nó đã đến chu kỳ phải lập đời thượng cổ rồi đó. Cho nên đồng đạo chúng ta sớm với chiều Đức Thầy dạy, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dựa kế. Tòa chương tức là ngai vị của Thánh Đế. Chúng ta chỉ cúng lại sớm chiều rồi niệm Phật làm lành, thì cái giai đoạn lập đời thượng cổ của Phật trời thì chỉ là diệt tà lập chánh thôi. Nếu là mình là trong cái hệ thống là chân chánh thì chúng ta vẫn sống còn thôi, không có lý nào mà mình phải chết hết đó. Còn ngược lại là không bảo toàn tánh mạng. Bởi vì Đức Thầy cho chúng ta biết là cũng gốc người Thượng Đế xuống trần, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về lối cũ cho gần Phật tiên. Chúng ta là con của trời, rồi mình xuống đây đó vì nhiễm, quá nhiễm danh lợi tình, cho nên mình làm những cái chuyện tội lỗi mà mình không hoài đầu lại được thì Phật trời không thể cứu chúng ta được đó. Mà chúng ta muốn được Phật trời cứu là phải lo tu niệm. Nên Đức Thầy dạy chúng ta là kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Trở lại vấn đề mà hiện đệ hỏi là theo Kim Cổ Kỳ Quan, ông ba viết lời của Phật Thầy đó trong chính bổn là khoảng 600 trang, mà chừng nào lập đời thượng cổ. Thầy xin thưa với chư quý vị đồng đạo là từ năm Kỷ Dậu 1849 cho tới năm Canh Tý 2020 là 171 năm. Chúng ta trải qua nhiều kiếp rồi, nên giảng thầy của Đức Huỳnh Giáo Chủ có viết: duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Chúng ta đã có duyên với thầy tổ, cho nên nó là chúng ta không thể nào đi theo các tôn giáo khác và đảng phái khác được. Vì nếu chúng ta đó mà ở trong cái hệ thống Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo đó thì ngày lập hội là chúng ta được ưu tiên hơn. Ưu tiên hơn là sao? Là tại vì á, là mở hội chiêu an là ông ba là ngài là
cấp bậc thừa tướng, theo hòa biết là ngài là cấp bậc thừa tướng, ngài thay mặt cho chúa thánh tức là Phật Vương tới đây để quy tụ người hiền đức lại. Mà nếu chúng ta ở trong cái hệ thống này đó, mà chúng ta vừa cúng lại niệm Phật làm lành, tạo tác phước điền, thì chắc chắn là chúng ta đậu cao thôi. Mình không dám nói mình lấy cái bằng thủ khoa, chứ thật ra là phải đậu điểm cao thôi. Bởi vì Đức Thầy cho chúng ta biết là phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì, không? Vậy thì cái đạo của Thầy Tổ là dạy chúng ta vừa niệm Phật làm lành, tạo tác phước điền để chi? Để có khi chúng ta nhiều tiền kiếp chúng ta làm những cái chuyện tội lỗi, rồi bây giờ hôm nay nó sắp đến cái quả báo. Mà cái kỳ này là kỳ xả tội, nó khác hơn thời kỳ chánh pháp. Thời kỳ chánh pháp á, nếu anh chị làm phước thì đến cái giai đoạn phước thì anh chị hưởng. Còn anh chị làm tội thì đến cái giai đoạn trả quả là anh chị phải chịu trả quả thôi, chứ nó không trừ cắn được đâu. Đó. Còn cái buổi hạ quân này nó có khác không? Chúng ta vừa cúng lại niệm Phật làm lành, chúng ta vừa tạo tác phước điền, thì chúng ta được trừ cấn. Nên Đức Thầy dạy kỳ xả tội nay còn một lúc, sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Rồi gặp giảng kinh trần cứ làm trần bông kiển, giống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Và câu tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Vậy thì chúng ta tạo tác phước điền đặng mình nó trừ cấn qua, được Phật trời trừ cấn qua cái giai đoạn mà chúng ta làm ác trước đây. Đó. Nên Đức Thầy dạy chúng ta là làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật. Vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Mà bây giờ mình đã tầm đạo Thích Ca rồi, trong cái bài quy y, trong 4 bài nguyện đó quý vị, cái bài quy y đó, thì chúng ta đã trong hệ thống của Phật Tổ và Thầy rồi đó. Mà mình làm nhân ái là mình tạo tác phước điền được trừ cấn, cái kỳ thời kỳ ân xá đã được trừ cấn, còn thời kỳ chánh pháp là không thể được. À, làm tội thì chịu tội, hay làm phước là hưởng phước thôi, chứ không trừ cấn được. Chỉ có là chúng ta tu đắc đạo, chỉ có trí huệ á, mới thoát được cái nghiệp mê đó thôi. Cái thời kỳ chánh pháp là khó vậy, luật nó khó vậy đó. À, còn hạ quân nó khác hơn. Bởi vì thời kỳ ân xá, thành cái vấn đề tu hành nó dễ. Bây giờ trở lại vấn đề đó, cái quyển nhất Kim Cổ Kỳ Quang ông ba viết 66 trang, mà đến trang 18 á, thì ông ba cho biết cái giai đoạn lập đời như vậy nè. Trang 18 ở phần đầu đi xuống là khoảng 10 câu mới tới câu là trong 2000 sự biến thất sơn. Đó là một chữ biến rồi đó, biến thiên, biến địa, biến nhân thay đời là 4 chữ biến rồi đó. Rồi biến hết thảo mộc lại biến lời là tổng cộng là 6 chữ biến. Mà xin thưa quý vị là chữ biến lời nó có ghê, còn 5 chữ biến phía trước nó không có ghê, có nghĩa là nó thay đổi hoàn toàn. Đến giai đoạn lập đời thượng cổ là nó thay đổi hoàn toàn. Còn chữ biến lời ý nói tới đây theo Kim Cổ Kỳ Quang là 18 nước gom về Đông Nam Á mà nói một thứ tiếng Việt Nam, dùng 2 thứ chữ trong bộ Minh Tâm là sách Thánh Hiền đó. Đó, thành ra cái chữ biến lời nó có ghê. Nó chỉ được Phật trời chỉnh qua lại thôi, tức là 60 mấy thứ tiếng trên thế giới này đó là nói lại một thứ tiếng Việt Nam. Tới đây không có học ngoại ngữ nữa, mà anh em 18 quốc gia liền canh liền cư, cho nên tới đây là tàu cây, tàu sắt, tàu đồng, xe ngựa, xe lửa, rồi xe máy ngựa trần chạy đua, chứ không có máy bay. Tại vì 18 quốc gia nữa, mấy cái biển vòng vòng ở Việt Nam ta đó là Phật trời sẽ lắp lại, phải không? Nó thành đất liền.
rồi anh em mình sống chung. Dạ. Đó, có điều là tới đây đó, chúng ta nếu định việc hôn nhân thì ở quốc gia nào mình là người dân của quốc gia nào thì phải về quốc gia đó mà định việc hôn nhân, chứ không được nước này mà lấy vợ lấy chồng ở nước khác. Dạ. Theo Kim Cổ Kỳ Quan là phạm cái tội. Dạ. Còn bây giờ thì chơi xả láng hết, không có kể gì hết, phải không? Dạ. ai thuận thì chơi, không thuận thôi, phải không? Dạ. Đó, còn tới đây không có vậy. Ừ. Dạ. Tức là không lộn xộn nữa, mà nước nào là phải ở nước đó, chứ không có định cư nước khác được. Ừ. Dạ. Nhưng mà đi chơi 18 quốc gia như anh em một nhà muốn đi chơi nào đi, không hộ tịch, hộ khẩu, hộ chiếu gì hết á, muốn đi chơi nào đó đi. Dạ. Mà định việc hôn nhân từ 70 tuổi trở lên mới định việc hôn nhân, vì con người sống tới 10.000 tuổi là không có bệnh đâu. Dạ. Cho nên đồng đạo chúng ta ráng cố gắng. Vậy thì tới đây đó là biến hết thảo mộc là biến lời, rã rời thân thể cho đời khinh khi. Phật với trời có dám nói chi, dễ ăn dễ nói dễ khi khổ người. Người hại người hại tới 90, làm sao tiêu Phật tiêu trời người ơi. Gặp cơn khó niệm Phật quên thôi, tới cơn có của lấy vô bơm mình. Trong 10 năm dựng nghiệp minh đình, biển hồ lai láng mặt tình cá đua. Chúng ta dễ hiểu lầm lắm cái năm 2000 Canh Thìn đó, nếu chúng ta đọc 2 câu hoặc 4 câu ở Kim Cổ Kỳ Quan Quyển Nhất trang 18 đó, thì chúng ta sẽ nói rằng năm 2000 sẽ lập đời. Yeah. Còn đọc hết mệnh đề trên 10 câu đó thì từ năm 2000 Canh Thìn cho tới năm Canh Dần 2010, tức là 10 năm này đó, Phật trời mới lên phương án lập đời thượng cổ thôi, chứ chưa lập đời thượng cổ. Yeah. Ừ. Yêu cầu đó là Hòa xin yêu cầu đồng đạo đó, nếu muốn triết lý bài toán đố đó, thứ nhất là mình phải đọc hết quyển quyển kinh của thầy tổ, là phải đọc hết quyển đó. Dạ. Thì chúng ta tìm hiểu về bài toán đố nó mới dễ hơn. Vậy thì bây giờ tới cái trang 55 á, quyển nhất ông bà nhất tới 66 trang, tới trang 55 ngài mới cho biết lập đời nè. Thiên sanh ư tí mới lập đời, năm tí tháng tí thuận thời lập xuân, lễ ngôn đáng gia kiết đồng tuân, thập bát chư quốc tế xuân một ngày. Việc trước sau cầu Phật tỏ bài, tam giáp hội tí một ngày thông thơ. Thương hội này tôi chúa bơ vơ, nhìn xem bá tánh không ngơ mối sầu. Bước ra đi niệm Phật vọng cầu, hộ tùng chư vị ứng hầu độ thân. Trích đoạn trang 55 đó, là năm canh tháng giêng nó là mậu dần, tháng tí là mậu tí, là vừa rồi lễ đản sinh Đức Thầy đó, 25 tháng 11 đó quý vị. Đó, ngày tí tháng tí năm tí thuận thời lập xuân, tất là lập đời thượng quốc thánh đức. Dạ. Cái chu kỳ lập đời nó đã tới rồi đó quý vị. Quý vị chờ một tí nữa đi ha, một tí nữa thì nó sẽ tới việc đó. Dạ. Rồi Đức Thầy về nữa, cho nên nó là ngày Thanh Sĩ hồi ngày xưa năm Kỷ Sửu 1949 đó, theo Thi Luật tập 1 trang 45, ngài có viết cái bài thi nội tình chia rẽ, viết theo cái lối văn thất ngôn bát cú như sau đây: Nam quốc lương dân chịu khổ này, phái phe thù quán chúng thêm gây, đau lòng Phật giáo chia ba khối, đứt ruột vì chân vắng mặt thầy. Mạnh yếu giật giành tay chẳng dứt, hơn thua tranh đấu chẳng ngừng tay, đồng phong rét lạnh thương không thuốc, già trẻ bôn ba rặn rước thầy. Vậy thì ngài Thanh Sĩ cho biết mấy câu thơ đầu là từ năm Kỷ Sửu 1949 cho tới 18 năm sau thì đạo Phật giáo Hòa Hảo sẽ chia làm ba khối. Nhiệm kỳ một là ông Lương Tông Đường năm 1965-67 đó, rồi mới tới là ông Nguyễn Duy Hưng, rồi mới tới là ông Lê Quang Liêm. Thì rằng ngài báo là khoảng 18 năm sau là đạo Phật giáo Hòa Hảo sẽ chia làm ba khối. Đứt ruột vì chân vắng mặt thầy, tại vắng mặt thầy rồi anh em mình làm mưa làm gió, chứ có thầy học không có tên nào dám quậy đâu. Rồi quậy đi, rồi ít bữa đây, kể từ năm nay tháng này ngày này đi tới đó, thì ít bữa nữa Đức Thầy sẽ về. Hai câu thơ cuối là đông phong rét lạnh thương không thuốc, già trẻ bôn ba rằng Đức Thầy đó.
Cho nên ngày xưa Đức Thầy gần vắng mặt, Ngài từ giả bổn đạo khắp nơi, Ngài có nói trước: ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, trì lòng chớ có núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Và câu: từ nay cửa khổng gài then, chờ ta trở lại thì đèn hết lu. Yeah. Hay là câu: chừng nào thầy lại gia trung, thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Đó. Vậy thì quý vị ơi, sẽ bùng nổ trong nay mai thôi. Bởi vì anh em chúng mình ở trên thế giới này đó, đồng bào nhân loại, các anh em nó đã chuẩn bị hết rồi, phải không? chờ ngày giờ siêu định đó thôi. Nên giác mê tâm kệ, Đức Thầy cho biết mấy câu thơ như sau đây: chờ thiên địa châu nhi phục thủy, như đời xưa có gã tử phòng, xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiểu mạng ba tánh. Chỗ này theo sử ký Tư Mã Thiên là tôi thiểu là nó lái tiêu thổi, phải không? Sau Tàm Chỉ Hoàng gồm thâu lục quốc trước công nguyên vào thế kỷ thứ hai, thời đó là Khổng Tử sanh ở nước Lỗ bên Tàu đó. Vậy thì sau Tần Thủy Hoàng thì tới Sở Bá Vương Hạng Võ, rồi mới tới đời Hấn Bái Công. Hấn Bái Công dưới triều của ngài thừa tướng là ông Tiêu Hà, quân sư là Trương Lương, hiệu là Tử Phòng, còn đại nguyên soái là Hàn Tín, mà Đức Thầy có đề cập trong giảng của thầy đó. Theo mình nghĩ đó là Trương Lương hiệu Tử Phòng là kiếp thứ hai Khương Tử Nha, còn Khổng Minh cầu gió Đông Phong là kiếp thứ ba của Khương Tử Nha đó. Vậy thì xin thưa chú quý vị, cái câu chuyện mà lập đời ngày xưa thì chúng ta không có biết được đâu, là tại vì điểm thứ nhất là chúng ta tu hành còn non kém lắm. Rồi kinh kệ của thầy tổ mình coi đó, nhiều khi đó mình không có coi hết nữa, hết quyển ha, hết toàn bộ nữa. Rồi lại thêm á, cái cảnh đói đau không thuốc nữa, rồi chiến tranh giặc giả, màn lớp thay đổi, nó làm nhiều cái việc thăng trầm chìm nổi của Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, Bửu Sơn Kỳ Hương nói chung, thì nó nào ngay nó tính tới năm nay thì nó cũng nhẹ thở lắm rồi, phải không? Cho nên ở cứu viện nhất á, Đức Thầy mới cho biết là bao nhiêu cũng biết vàng thao dạy khôn trần thế, chứ nào dạy ngu. Sáng ngày con chó sủa tru, chừng heo cắn ổ hiềm thù mới yên. Đừng ham giành vật của tiền, người hung hay gọi kẻ hiền rằng ngu. Nay điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ việc tài bù cho dân. Thôi thôi nó riết dần lăn, tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Là hết quyển nhất đó quý vị. Vậy thì con heo nó cắn ổ á, thì con heo mẹ nó sanh ra heo con, không? Tràn lan thế giới. Lúc này là lo chết chứ ở còn lo cái gì nữa, phải không? Đó. Giàu nghèo gì, nghèo thì nó ít sợ hơn giàu nữa. Giàu vì tiền của nhiều quá rồi, có khi mình chết rồi, rồi tiền vàng mình không biết làm sao nữa đây, gửi ngân hàng không biết có lấy được hay không nữa. Đó, nhiều việc khó khăn. Thôi thì tóm lại chuyện của ai nấy lo đi ha, mình chỉ nói chơi chơi chút đỉnh gì thôi. Cho nên ở quyển nhất Đức Thầy cho biết đó, là chúng ta nên cố gắng để lo tu niệm. Ba gia ai biết thì lo, kiếm lão đưa đò nói chuyện quyền cơ. Cho nên là mình muốn tìm hiểu về thiên cơ đạo lý thì phải coi mấy quyển kinh của thầy tổ đã dạy đó. Thì bây giờ chúng ta ráng cố gắng. Cái tu hiền đó theo Phật giáo Hòa Hảo đó, rất dễ quý vị. Chỉ sớm chiều cúng lại, chúng ta thờ có ba ngôi thờ cúng thôi, đơn giản thôi, không có cần trang trí mà cho nó rình rang gì hết á, không? Một là ngôi Cửu Quyền Thất Tổ, kế đó là ngôi Tam Bảo, kế đó là Bàn Thông Thiên, không? Mình trang trí cũng đơn giản thôi. Bởi vì cái đạo của thầy tổ là đạo tu tâm dưỡng tánh, chớ không có hào nhoáng ở bên ngoài. Nếu anh em chúng ta tu hành mà chúng ta trở về cái tâm của mình, bất luận nam hay nữ, thì nó mau thành công đắc quả hơn. Còn cái chỗ mình hào nhoáng bên ngoài đó, trang trí cho nó có phần trội hơn người ta đó, thì cái điều này là cái điều là mình muốn làm vậy thôi.
Chứ thật ra mình trang trí càng nhiều chừng nào là mình gây cái khó cho mình chừng ấy. Bởi vì mỗi ngày đó phải quét bụi bặm đồ này kia, nổi cái đó thấy cũng mệt rồi, thấy không? À, còn nếu nhà cửa chật hẹp là nội bàn thông thiên với một lư hương không cũng được, đó là theo tôn chỉ của Đức Thầy dạy trong quyển 6. Quý vị thấy nếu bàn thông thiên không thì mình nguyện có hai bài, bài quy y và bài Tây Phương ngũ nguyện thôi đó. Thì quý vị thấy càng trở lại cái tâm tánh của chúng ta nhiều chừng nào thì nó mau cái chỗ là tỏ ngộ đạo màu hơn đó. Chứ cái đạo của thầy tổ dạy là chủ trương đó là phải nhắm ngay cái tâm của mình, thiện hay ác thì nó nằm ngay đó. Đó, chứ mình đừng có nhìn mình kiếm cái ông Phật bên ngoài là cũng không chắc ăn lắm đâu. Nên Đức Thầy dạy chúng ta Phật tại tâm chứ có đâu xa mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đẽo những cây dưới củi đắp xi măng sơn phết đặt tên Ngục A Tỳ giữa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối. Đó, quý vị ơi, những người người ta không theo chân truyền của Bửu Sơn Kỳ Hương, người ta đâu có biết cái vấn đề vô vi và hữu vi đâu, không? Đó, mà càng chạy theo cái hữu vi tướng thì càng tốn tiền mà lại là nó thất bại 100%. Rồi mình đắp cốt Phật ha, mình kiếm cái gốc cây nào bự bự nó mình tiện cái cốt Phật ra rồi mình đặt tên, nói cái này là mình thấy mình có tội rồi, không? Đó, thành ra do đó cho nên đồng đạo thấy cái đạo lý của thầy tổ dạy là tu tâm dưỡng tánh chứ không có chạy theo hào nhoáng bên ngoài. Hào nhoáng bên ngoài là chúng ta chạy bên ngoài vào mấy kiếp đi nữa thì nó cũng không có thành tựu được đâu. Cho nên Đức Thầy cho chúng ta biết á, khó tìm cho gặp chủ nhân âm, còn ẩn ánh trong dòng sanh chúng, ai mê tâm nghe qua không phủng, ráng truy tầm đặng mở tánh linh, lầm ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thì cũng thấy bổn ra diện mục. Đó, cái chân truyền của thầy tổ là dạy nhắm ngay cái ông Phật tánh ở trong người chúng ta đó. Ngay chỗ đó đó, nếu mà thỉnh thoảng mà chúng ta gặp được cái ông Phật tánh của mình đó, thì là mình ngon ăn lắm rồi đó, thấy không? Ở thế gian này mình cũng không có thua ai đâu à, có thể ngang hàng với mấy ông bạn đi trước của mình à, chứ mình không có thua ai đâu. Nếu mà mình chưa thấy thì mình thua thiệt á à, chẳng hạn như đối lại với Phật tiên thần thánh là mình thua thiệt đó chứ không có chơi đâu. Vậy thì bây giờ chúng ta ráng cố gắng để lo tu niệm, mình nhớ là tu tâm dưỡng tánh thì nó chắc ăn hơn. Rồi bây giờ Hòa kể câu chuyện là về vấn đề Bửu Sơn Kỳ Hương, nói về lập đời đó, từ năm Kỷ Dậu 1849 tới năm Canh Tý 2020 là 171 năm. Ý kiến gì đó thì hỏi hỏi tiếp theo, còn bằng không thì mình cho qua đề tài khác. Con xin chân thành cảm ơn những lời giải của ông ba rất là nhiều ạ. Con xin chào ông ba và xin chúc cho ông ba luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và bình an mỗi ngày ạ. Dạ, cảm ơn hiện đại. Thì vừa rồi là cuộc trò chuyện và những lời giải về Kim Cổ Kỳ Quan của ông Ba Cóc đã giải cho cả nhà mình ạ. Dạ rồi, thì đến đây Ngôn xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại cả nhà ở một video kế tiếp nha. Dạ rồi, Ngôn hy vọng rằng sẽ được cả nhà like cùng với đăng ký ủng hộ tinh thần cho Ngôn ạ. Ngôn gửi lời cảm ơn cả nhà rất là nhiều và xin chúc cho cả nhà luôn luôn bình an và hạnh phúc mỗi ngày. Dạ rồi, Ngôn xin chào nhé. Xin chào, mình là Vinh.